Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trên màn ảnh của quý vị và các bạn đây là một cái bình đề xe máy. Thì đây là một cái bình mà phải nói là rất là quen thuộc của chúng ta. Tuy nhiên đặc điểm của cái bình khởi động xe này á, thì nó sẽ rất là nhanh hư. Chúng ta sử dụng chỉ 1 năm, 2 năm hoặc là tối đa là tầm khoảng 2 năm rưỡi là cái bình này nó đã có dấu hiệu bị hư rồi và chúng ta không thể nào mà khởi động xe được. Chính vì vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta một cái cách để chúng ta có thể là sử dụng những cái viên pin 32650 này để chúng ta lắp thành cái bình ắc quy khởi động xe máy rất là bền, rất là nhẹ và vô cùng là hiệu quả luôn. Thì như chúng ta biết á, là đối với những viên pin này nó có tuổi thọ rất là lâu và nó có thể là xả từ 2000 cho đến 3000 lần. Chính vì vậy là nếu như trong quá trình chúng ta sử dụng nó để làm cái bình đề xe thì rất là phù hợp. Tuổi thọ nó có thể lên tới 5 năm, 8 năm, thậm chí là 10 năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp thành một cái bình khởi động xe hoàn chỉnh ha. Thì chúng ta cần phải 4 viên pin như thế này. Một cái bảng mạch điều khiển. Đây bảng mạch điều khiển. Ở đây tôi dùng cái bảng mạch là cái dòng xả là 60A. Chúng ta dùng xả 60A. Thì như thế đã khởi động xe được rồi. Ở ngoài ra thì chúng ta cần thêm một cái vỏ của cái bình ắc quy như thế này và một số ốc vít cũng như là cái miếng kẽm để chúng ta có thể là nối các cái cực pin lại với nhau và ốc vít thôi. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ghép chúng lại với nhau. Thì để lắp 4 viên pin này thành một cái bình ắc quy thì chúng ta phải biết là 4 viên pin này chúng ta mắc nối tiếp với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện với tôi để chúng ta cùng nhau tạo nên một cái bình ắc quy điều khiển xe máy, đề xe máy rất là hiệu quả và rất là bền bỉ luôn. Sau khi chúng ta đã lắp xong cái ắc quy rồi thì giờ chúng ta sẽ tiến hành sạc cho nó để đảm bảo là ắc quy của chúng ta được nạp đầy pin trước khi chúng ta tiến hành gắn vào xe máy. Việc làm này rất là quan trọng bởi vì khi chúng ta lần đầu tiên chúng ta mới lắp ráp cho nó thì bắt buộc chúng ta phải sạc thật đầy cho các cái cell pin nó được cân bằng tuyệt đối. Mà trong quá trình sử dụng sau 6-7 tháng thì chúng ta tiến hành gỡ ra và chúng ta sạc lại như thế này. Bởi vì xe máy là nó sẽ không bao giờ đủ cái điện áp là 14,6V
cho cái ắc quy của chúng ta được no điện. Chính vậy là chúng ta nên sạc như thế này. Rồi giờ chúng ta sẽ để khi nào cái đèn này chuyển sang màu xanh là khi đó là cái ắc quy của chúng ta đã được nạp đầy. Thì khi đó chúng ta sẽ tiến hành gắn vào xe máy để chúng ta test thử coi cái ắc quy này nó đầy xe máy được tốt hay không nha. Khi cái ắc quy đầy thì cái dấu hiệu là cái đèn xanh của cái cục sạc nó đã hiện lên, thì chứng tỏ là cái ắc quy này nó đã sạc xong. Thì khi đó chúng ta sẽ tiến hành ngắt kết nối và chúng ta sẽ tiến hành đi test thử. Bây giờ chúng ta sẽ đem cái ắc quy này tiến hành gắn vào chiếc xe để chúng ta đề thử xem cái hiệu quả của nó đạt ở mức độ nào và liệu nó có thể đề được chiếc xe này hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ đem cân so sánh giữa hai cái bình này, coi cái trọng lượng của nó chênh lệch với nhau như thế nào. Đây là cái bình axit đi kèm theo xe, có trọng lượng là 2,1 kg. Đây, bình 5 ampe, trọng lượng là 2,1 kg. Còn cái bình lithium mà chúng ta vừa mới sắp thì nó chỉ có nặng là 800 gram thôi, 800 gram. 800 gram so với 2,1 kg thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất là nhiều. Nó chênh lệch là 1,3 kg. Bình này là 800 gram thì bình này là tới 2,1 kg. Đấy, chúng ta thấy nó chênh lệch khá nhiều. Chính vì vậy là khi chúng ta sử dụng cái bình lithium này nó sẽ rất là hiệu quả, nó sẽ giảm trọng lượng của chiếc xe mình đi rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ lắp vào nha. Lắp vào sau đó mình đề thử. Thì với cái điện áp ổn định của cái thằng bình lithium này thì chắc chắn là trong quá trình chúng ta khởi động xe thì không có vấn đề gì đâu. Chủ yếu là cái chúng ta phải test một thời gian có độ bền nó như thế nào thôi. Và theo như kinh nghiệm của tôi thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái bình lithium này thì cái độ bền nó sẽ rất là tốt. Tuổi thọ nó có thể kéo dài là 5, 7 năm, 10 năm là chuyện rất là bình thường. Và cái điểm nổi trội của cái loại bình này á, là nó hoàn toàn là nó không có dùng axit. Chính vì vậy là nó không có làm hao mòn các cái chi tiết trong chiếc xe chúng ta và rất là an toàn luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã kết nối xong, chúng ta sẽ đề xe thử. Bây giờ mình sẽ bật xe lên. Đã, chúng ta thấy đèn nó ra lên bình thường ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đề xe. Mọi thứ diễn ra rất bình thường luôn. Đèn còi đồ vẫn tốt ha. Đây. Đấy, khi xe không chạy là chúng ta hoàn toàn có thể là bật đèn bình thường. Đèn nhanh luôn. Rồi, ok, rất là tốt. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận là từ cái bình ắc quy thông thường của chúng ta là chúng ta có thay đổi thành cái bình ắc quy lithium được ghép nối từ những cái viên pin 32650, rất là nhẹ và độ bền sẽ cực kỳ cao. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo.